Xin chào các bạn, mình là Phúc Vegan đây. Và trong video này, mình sẽ đem đến cho các bạn một app on liên quan đến gồng. Và app on này có tên là IN5. Đây là một bản mod mới nhất mà mình tìm thấy được. Và trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu review những bộ giáp và vũ khí có trong app on này trước nha. Đầu tiên là một bộ giáp làm từ vảy gồng biển nè, một bộ giáp làm từ silver, một bộ giáp làm từ vảy gồng, một cái bộ giáp làm từ thép gồng với lại một cái con chon ấy. Và đây là tất cả những cái bộ giáp vũ khí mà chúng ta có được trong cái bo này, rất là nhiều luôn. Và chúng ta cũng có được một số những cái vật phẩm khác nữa, chẳng hạn như là mấy cái này. Đầu tiên là một cây đinh ba phóng cái mắt tiêu luôn nè, một con mắt của con người khổng lồ nè, và một cái cây gì đó có tới tặng 5 đam. Và ở đây chúng ta có mấy cái khối để có thể xây dựng một cái lò luyện thép gồng ấy, nhưng mà mình cũng không biết xây cái này làm sao nữa. Ồ, xây lên trên này nó không cho xây nè. Và đây là những cái đầu của những cái con giun. Cái này là chúng ta có thể làm vũ khí được luôn ấy. Và đây là tất cả những cái trứng rồng có trong app on này nha. Hơi bị nhiều đấy. Rồng băng, rồng lửa và rồng sấm sét đa dạng hết luôn. Và chúng ta còn một trứng cuối cùng, thế là chúng ta đã hoàn thành một bộ sưu tập trứng rồng rồi. Và trong lúc mình đang đặt trứng rồng ra thì hai cái trứng rồng ở phía trên nó nở ra thành con rồng luôn rồi. Nên bây giờ mình sẽ hồi phục cho các bạn xem luôn nha. Con này thì nó ăn thịt gà sống. Để mình tem nó, trời ơi lớn nhanh vậy. Mới tem có hai cái thôi mà nó lớn nhanh như vậy rồi. Hơi bị đẹp đấy, da con rồng này hơi bị ngầu luôn. Để các bạn muốn cưỡi nó thì các bạn phải cần cái yên cưỡi nè, gắn lên. Và sau đó các bạn chỉ cần điều khiển như những con rồng bình thường thôi. Bay lên nè. Đấy. Đổi góc nhìn nè. Cảm giác cưỡi trên lưng con rồng này bay hơi bị thích đấy. Nhưng mà mình thấy con rồng này nó bay nó hơi bị kỳ kỳ nha. Bây giờ thì đáp xuống thôi nào. Tiếp theo chúng ta sẽ nói phần công trình có trong on này. Như trước mắt các bạn thấy, đây là một cái tổ gồng quan giả của một cái con gồng lửa. Và các bạn cũng có thể tìm những cái tổ gồng băng ở những cái vùng đất lạnh, chẳng hạn như là vùng tuyết Bắc Cực nè. Và đồ trong này cũng hơi bị xịn ấy. Về đằng xa xa kia mình có thấy một cái con gồng lửa quan giả, nhưng mà lại gần nó biến mất tiêu rồi. Và kế bên cái tổ gồng này thì mình có phát hiện một cái tổ của con boss Hyuga. Con này gắn hơi bị nhiều đầu luôn á nha. Và cái con rồng nó đang phá hoại cái tổ gắn của con này nè. Tạo nghiệp ghê luôn. Ngoài ra thì chúng ta có những cái tổ rồng phía trong thang luôn. Như ở đây các bạn thấy một cái tổ rồng lửa, nhưng mà cái con rồng lửa này nó màu xanh lá nè. Và cái tổ nó được xì ba ở trong thang. Cái tổ này rất là rộng luôn. Mình thấy cái tổ này còn rộng hơn cái tổ ngoài kia nữa. Tiếp theo là phần review những con mod có trong app on này nha. Đầu tiên là một cái con chim hoặc là một con rồng gì đó mà con không biết tên nữa. Mà mình dòm cái tướng bay nó hơi bị kỳ đó nha. Nên sửa lại gấp. Tiếp theo là một con dung đất khổng lồ. Và một cái con khủng lồ một mắt nè. Trời ơi cái tướng gì kỳ vậy? Hơi lỗi xíu nha. Tiếp theo là một cái con boss Hyuga. Con này sao có ba đầu vậy? Rồi con boss tiếp theo thôi nào. Mới sinh ra chết quèo nhỏ rồi.
một con người khổng lồ tròn và một con cá ngựa theo đúng nghĩa luôn, cái đầu ngựa nhưng mà cái đuôi cá, và một con rồng lửa màu đen. Tiếp theo là một cái con diều hâu hoặc là cái con cần cần tại bàn gì đó, mình cũng không biết nữa, và một con rồng băng. Hai con nó đang sát với nhau quýnh lộn này nên cái máy này nó hơi bị giật giật xíu. Còn ba trứng cuối cùng đó chính là một con rồng sấm sét màu tím hơi bị đẹp nha. Tiếp là một con rồng biển cũng màu tím luôn, và một con dung đất cỡ nhỏ. Và là hết rồi. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Và link tap on thì mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận của video này. Nếu các bạn thấy thích video này cũng như là ủng hộ kênh mình thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye.